Hello anh em nhé, mình sẽ cập nhật video cái hồ cá lóc của mình sau 1 tháng nhé. Hai em về nhà đây, hai em cá lóc của mình đây, mình phải chuyển cho bể to hơn rồi, nhưng cái bể nhỏ nó quá chật cho hai em rồi. Nhìn này, mình mới phải ngăn một tấm cách hay con nóc đó vì đánh nhau ác quá. Này bên này to hơn, mình cắn đấy, phải cắn lên người này, nên cắn một đen đen này đấy, nên mình phải tách hai con ra. Hai con tấm này mình đã chuyển qua từ vùng cát rồi, đây là cát nắng vàng một ít xả suối anh em. Còn cát này, con nóc này Paka rất thích túi cát này đấy, có nền chút nền cát này tránh với cá stress hơn đấy. Nó ăn no nó sẽ nằm nền cát như này này, đây hai em mình cho ăn no rồi, đang nằm nó không bơi mấy đấy. Kích thước thì đã to gấp đôi đấy, thì lúc mới về thì bằng ngón tay của mình thôi, đây khoảng to ngón tay trỏ một chút, bạn giờ nhìn xem này đấy, rất là to luôn. Lúc đầu mua là khoảng 4 phân, bây giờ kích thước nó khoảng 9 cm rồi, gấp đôi kích thước sau 1 tháng anh em. Đấy, một cái mẹo để cho cá ăn nhanh lớn là anh em phải cho nó ăn đều nhé, cho ăn đều và thay nước hàng ngày. Mình phải thay nước hút phân cá hàng ngày nhé, mỗi lần mình sẽ hút phân cắn phân bẩn này đi, để sáng mình cho ăn nó thì tối qua này đấy, khúc phần cặn bẩn này xong mình sẽ đổ thêm nước mới vào luôn đấy. Một cách để cá rất nhanh lớn đó là phải giữ nguồn nước sạch, thay nước hàng ngày và cho ăn thường xuyên. Đây x2 size sau 20 ngày, x2 size sau này rồi, đây là sau 1 tháng rồi, to nhiều rồi, nhìn rất là mập luôn. Rồi mình hai con đốc của mình đánh nhau dữ quá nên là phải tách ra như này, mới tách ra từ hôm qua thôi đấy. Nói chung 1 tháng là vẫn chưa đánh nhau rất là ác em ạ. Mình có cái video mà mới chuyển sang lúc sang nhà mới, cái bọn này còn nhỏ bằng ngón tay à, đấy mới khoảng 5 cm à, anh em có thể xem ở đây. Rất là dữ luôn. Mình có thả thêm con cá nhỏ ở đây để nó dọn dẹp thức ăn thừa nha. Đây, trong bể vẫn còn con tép này, mình chảy vào xem nó còn sống không nữa, cho nó ăn mình chắc nó lúc trong cái nọc nên là sống được. Ok, bể của mình bây giờ kiểm tra nó pH rất là ổn định nhé, khoảng 6.5 thôi. Đấy, tip cho anh em là cho ăn hàng ngày và thay nước, cho ăn và thay nước hàng ngày nhé, mỗi ngày thay nước hút phân khoảng 10% rồi mình thay nước mới luôn, thì cá nó cực nhanh lớn luôn, còn cá này rất thích nước mới rồi. Cái tình hình này chắc khoảng mình nghĩ là 2-3 tháng nữa là cái bể này chật vào nó thôi. Ok, đây là chút cập nhật của mình sau 1 tháng. Anh em có câu hỏi nào thắc mắc nào liên quan đến bọn cá nóc này thì nhớ bình luận ở dưới comment để mình sẽ giải đáp cho nha.